Xin kính chào toàn thể cô chú anh chị. Hôm qua Khánh vừa mới về một chiếc Fortuner máy dầu số sàn nha anh chị. Con này màu đen, nội thất màu nâu. Điểm đặc biệt của xe này 2019 rồi mà mới đi có 26.000 cây số à. 4 vỏ zin heo xe nè, vỏ dự phòng chưa hạ, mâm vỏ còn nguyên zin hết luôn nha. Đó, Khánh đi một vòng xung quanh xe để anh chị xem trước tổng thể bên ngoài chiếc xe. Những chỗ nào mà chảy xước thì Khánh sẽ quay cho anh chị xem luôn. Nó hơi dơ tí xíu là do là Khánh hôm qua chạy về từ Long An về đây cho nên nó hơi dơ. Đó, nhưng mà Khánh sẽ cố gắng quay thiệt kỹ cho anh chị xem về chiếc xe này ha. Xe biển số tỉnh, anh chị nào ở tỉnh thì bên Khánh sẽ bao rút hồ sơ gốc cho anh chị ha. Đó, xe màu đen, máy dầu số sàn, một trong những dòng xe bán chạy nhất 7 chỗ của Toyota, máy ca gầm cao, máy thoáng anh chị ha. Rồi bây giờ Khánh xin mời cô chú anh chị đánh giá nhanh với Khánh về chiếc Fortuner này nha. 2019 thì chúng ta phụ kiện bên ngoài xe còn khá là nghèo nàn, thì mình vẫn còn sử dụng bóng halogen và bóng xenon anh chị ha, bóng bi halogen nè, ánh sáng vàng hết luôn. Rồi đèn gầm cũng là bóng halogen luôn nha anh chị. Cản thì bị trầy xước tí xíu bên ngoài chỗ này, đó, bị trầy xước bên ngoài tí xíu chỗ này nha, Khánh sẽ cho làm lại và ngay góc này nữa, Khánh sẽ xử lý làm đồng sơn lại nha. Nhưng mà được cái là anh chị có thể thấy ha, đây là cái cản zin, mí cản còn zin nha anh chị, chưa sơn bao giờ. Đây là nước sơn zin của xe từ trước tới giờ luôn nha. Đó, kiếm một chiếc xe 2019 mặt cọp như vậy là hầu như là không có luôn anh chị. Đây bên này nước sơn zin luôn, nguyên cái cản là sơn zin hết nha anh chị, bị trầy xước tí xíu rồi Khánh sẽ cho làm đồng sơn lại, để thà là tuy là để cho nó bị mất cái sơn zin nhưng mà nó đẹp cái xe. Còn bên Khánh thì chắc chắn phải làm lại rồi. Đèn đớm thì hoàn toàn bình thường, không có bị trầy xước gì hết chị anh chị. Đó. Mâm vỏ, vỏ thì được sản xuất từ thứ 24 của năm 2019. Đây anh chị thấy ha, từ thứ 24 của năm 2019 nha. Đó, mâm zin heo xe, mâm hộp kim nhôm, phay hai màu nha anh chị. Vỏ là vỏ zin heo xe. Đó. Đèn đớm, cái ốp gương chiếu hậu cũng không bị trầy. Bệ bước chân nhìn chung thì xe nó hơi dơ tí xíu, do hôm qua đi đường cũng xa, về chưa có kịp rửa nên chị. Bên nội thất bên trong xe nè, đây là cái tấm bịt cửa còn rất là sạch ha. Đó, thường thường mình bước ra bước vô cái mũi chân mình hay đạp vô đây nè anh chị, rất là hay bị trầy và nó hay bị dơ, nhưng mà xe này cũng không có luôn nha. Đây là cái hiện trạng mộc Khánh vừa mới lấy về và không có rửa ráy, chưa có dọn dẹp gì hết, cho nên anh chị xem những cái hình ảnh bây giờ nè là anh chị biết được cái chiếc xe như thế nào ha. Chủ xe cũng còn giữ sách hướng dẫn sử dụng cũng đầy đủ luôn nè. Phần nội thất bên trong xe thì còn khá mới anh chị, ghế da khá mới ha, rất mới luôn. Đây cần số chạy 26.000, phải nhám như dài nha anh chị, chứ không phải trân lùi nha. Đó, màn hình DVD nè, đây phần nội thất phía sau, nội thất phía sau cũng sạch sẽ, ghế da bọc da hết rồi, lót sàn trải thảm cho anh chị hết luôn, bọc trần luôn đầy đủ nha. Đó, anh chị coi nè, phần phía sau nè sạch sẽ và rộng rãi ha. Gầm xe thì còn khá là chắc chắn, mâm vỏ thì còn rất là ok, bên Khánh cũng đã kiểm định rồi. Xe thì bên Khánh bán ra thì như cô chú anh chị cũng đã biết, thì bên Khánh sẽ bao rút hồ sơ gốc cho anh chị nè, và đồng thời là sẽ cam kết chất lượng xe. Đây là phần gầm xe, anh chị coi cái bô nè, còn mới tinh vậy mà. Đó, quên một bát trà mới luôn. Vỏ dự phòng chưa hạ nha anh chị, dự phòng còn gai nha, chưa hạ còn mới tinh luôn nha. Đó, phía sau mình sẽ có camera da. Đây là phần cấp sau của xe. Đó, kích, đội, bộ đồ nghề đầy đủ hết nha anh chị. Đây thảm nè, chủ xe cũng gắn một cái thảm thay này để mình đựng đồ lạnh ha. Cốp còn nguyên zin, chưa có hạ luôn, siêu mới luôn. Chiếc xe bị trầy tí xíu cản trước thôi, còn cản sau là cản zin luôn nha anh chị, cản sau cản zin nha. Chiếc xe nước sơn zin gần như là nguyên con luôn, 2019 đi 26.000 cây. Đây, phía bên phụ anh chị.
thấy không, mới về ha, quá trời mới mà, mấy chỗ này nó nhám nó còn dân luôn á. Rất là đẹp, rất là chất lượng luôn. Anh chị lấy về mình đi kinh doanh, kết hợp với gia đình đều rất ổn nha. Mức tiêu hao nhiên liệu của nó tầm khoảng có 6 lít cho 100 cây. Rất là tiết kiệm. Nếu mà đi được đường nó còn... Đó. Đây, km thực tế của xe là 26.600 cây số nha anh chị. Đây là km thực tế và hiện trạng chiếc xe này đang là hiện trạng mộc luôn. Và Khánh không có làm đẹp, chưa có làm đẹp gì hết. Tuy vậy nhưng mà hơi nghèo nàn tí xíu, vẫn còn là ghế chỉnh điện, chỉnh cơ nha anh chị, chưa có chỉnh điện ha. Chỉ có gập gương cho chúng ta thôi, gập gương chỉnh điện bên này thôi. Còn lại là cơ, chỉ ghế là chỉnh cơ hết. Đó. Mấy chiếc xe màu đen này là khách hàng gọi Khánh tìm cũng khá là nhiều trong thời gian qua nè, mà cũng không có xe để què về quay cho anh chị coi. Đây là cái khoang động cơ của xe. Đây, hiện trạng này là mọc luôn nha anh chị, chưa có dọn dẹp gì hết nha, chưa có rửa rái gì hết. Mà anh chị coi nè, ốc nó còn bảy màu luôn nè. Đó, chị nhìn rất là mới ha, các chi tiết còn mới tinh nè. Đó, cabo còn zin chưa hạ luôn. Và vừa rồi một vài hình ảnh sơ lược về con Fortuner máy dầu số sàn đời 2019 nha. Con này bên Khánh đang chào bán là 820 cành thôi, mà đi rất là đẹp, rất là ít luôn, chỉ mới có 26.000 cây số anh chị, còn rất là mới ha, bảo dưỡng full hãng luôn. Và bên Khánh là đại lý chính hãng, sẽ bảo hành cho cô chú anh chị 1 năm để chúng ta an tâm sử dụng nha. Thêm cái nữa là sẽ cam kết chất lượng xe bằng văn bản cho anh chị, là không có đâm đụng ngập nước gì hết. Anh chị sẽ mua xe trực tiếp ngay tại Toyota Tân Cảng luôn nha. Và Khánh xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những video lần tới nha.